Ok, hello anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip tôi xin được gửi lời cảm ơn tới anh em Đặng Minh Trung. Thay mặt cho cháu Khoai và cháu Mây, bố cháu xin được cảm ơn chú Đặng Minh Trung rất là nhiều về cái phần quà lì xì. Cùng với đó tôi xin được cảm ơn anh em Trần Đức Trung, anh em Tuấn Anh Phạm, anh em Kỳ, anh em Ngọc Nguyễn, anh em Nguyễn Tuấn anh em Nguyễn Thân Trọng, anh em Nguyễn Tấn Phát và cuối cùng là anh em Chơi Khuya. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn các anh em rất nhiều. Ui giời ơi, cho ra hai cái con rồng này. Nhưng mà trận này nó lại không có rồng. Không có rồng 5 tiền, nó có rớt. Có chơi, lên chơi rồng mết không nhỉ? Thực sự là... chả biết là chơi cái gì đầu game nữa mà kiểu nhìn cái truyền thuyết nó như thế này ấy. Sao nó bài nó lại ra cái kiểu một kiểu. Đồ bây giờ lấy đồ đánh tay hay là đồ bắn trưởng đây? Khó nghĩ nhỉ. Trận này chính ra nhá, nếu mà hai con rồng ấy. Ở đây tôi thấy nó có con Sailing Assassin, có thể chơi Assassin cũng ngon. Cái quả đầu là nó hơi khó nghĩ một chút. Hunter này. Hunter đánh chuỗi thắng đầu game à? Hunter đánh chuỗi thắng đầu game thì chúng ta có thể lấy đồ đánh tay cũng được. Ui rồi ôi. Thôi được rồi, mỗi con cầm một cái. À, chúng ta có thể rèn lại mà. Có một lần được rèn lại. Đây. Lấy cái crit luôn. Chuyện này chính ra nhá, mà chơi Assassin ấy thì là có hai con 5 đô ở trong bộ Assassin ấy, cũng khỏe được. Hoặc là có thể là chơi Hunter, bởi vì là trong bộ Hunter nó cũng khá là ngon. Sailing Assassin kết hợp với Hunter được. Thằng là bắn trưởng trước rồi thắng. Tôi bắn trưởng trước. Quá ok rồi, xem nào. Ui ôi, ra rồng à? Có nên pick thêm con rồng vào trong để chơi không nhỉ? Bài yếu quá, chưa muốn up cấp. Đồ này chơi Assassin thì ngon rồi, nhưng mà nếu mà giả sử nhưng mà không chơi Assassin mà chơi chơi Feather sao? Chơi Feather sao? Assassin với cả Hunter thì nó cùng một kiểu. Là chúng ta lấy đồ đánh tay thôi. Lấy mấy cái đồ mà gây đam bằng là đánh đam vật lý. Đấy, nhưng mà nếu mà chúng ta chuyển sang Feather thì Feather mà chơi đam vật lý thì có được không? Feather. Thường Feather nó sẽ lấy đồ thủ nhiều hơn. Bài bắt đầu ra linh tinh ở đây anh em ạ. Chả nhẽ lại Eco. Khó chịu thật. Cái vấn đề là cho tôi hai con rồng nhưng mà là rồng lừa. Nó cho tôi hai con rồng nhưng mà nó không kèm thêm một cái con Assassin nào khác. Nó không kèm thêm một con rồng nào khác. Thế chứ lị. Không kèm thêm bất cứ một cái gì vào để có thể chơi được. Không ổn rồi, nhìn đối thủ to lắm. Khó rồi, nhiều 2 sao lắm anh em ạ. Rất nhiều 2 sao ở đây. Với cả cái quan trọng là nó có kết hợp được. Tôi không kết hợp được hệ tộc ấy. Thằng này thế nào rồi nó cũng sẽ to dần này. Thằng này nó có cái công nghệ mất đầu game. À u, đây rồi. Ơ từ từ. Cái gì đây? Full lần Witcher nhưng mà lại cho thêm con rồng lên 2 sao. Nhưng cái con rồng này nó đang đứng một mình. Nó đang không liên quan gì đến một cái con gì cả. Thế chứ lị. Ai chà, khó nghĩ thật.
Thực ra bây giờ chuyển sang là chơi Witcher. Thế chứ lị. Ok. Thôi được, nếu mà thích thì chơi rồng. Ngũ Long Hóa Hình à? Ngũ Long Hóa Hình phải không? Từ từ đã, để xem em nào. Tự nhiên nó cho một vài cái con nó đang hơi không liên quan đến nhau ấy. Ba assassin rồi đây. Ba assassin. Ok, nhưng mà ba assassin vào thì chúng ta sẽ vứt cái con gì ra? Thì vệ vào này, Water Spirit vào, tức là sẽ là 3 tiền, phải vứt được 3 tiền ra ngoài. Từ từ đã. Tiết kiệm thôi anh em ạ. Cái con Water Spirit ấy thì thôi. Chúng ta chơi tạm 3 assassin ấy mà. Thì nó thay vào một cái con rẻ tiền hơn là con Soulbreaker cho nó rẻ tiền. Tiết kiệm. Đánh kiểu tiết kiệm thôi. Thực ra là mỗi round tôi có thể tôi tiết kiệm được là tôi giết được chết một con ấy. Để chúng ta giữ mỗi round được một máu. 1 đến 2 máu. Con rồng này nó khạc một con là chắc chắn là con này chết rồi. Bây giờ phải xem là chơi cái gì ấy, chốt bài cho sớm. Vẫn đang hoang mang chưa biết chơi gì. Nó phải có một cái tín hiệu gì đấy cơ, nó phải có một cái con gì đấy nó lên 2 sao. Nếu mà chơi như tôi nói là nếu mà chơi rồng Ngũ Long Hóa Hình ấy thì nó cũng phải cho tôi 3 con rồng chứ, ít ra nó phải thế. Còn nếu mà nó không cho tôi 3 con rồng thì cũng bằng không thôi anh em ạ. Đấy, nó như thế này cơ anh em ơi. Chưa chắc là Ngũ Long Hóa Hình. Tạm thời thế này đép quái đấy. Chắc là tôi nghĩ là đép được. Tôi nghĩ là đép được đâu. Hai con hai sao. Được không? Tôi nghĩ là được. Từ từ đã, chưa biết chơi gì. Mấy cái món đồ ấy thì thực ra là nó cũng không quan trọng ở cái giai đoạn này anh em ạ. Đồ ra gì thì tí nữa chúng ta sẽ rèn lại thôi. Cái vấn đề của nó là bài nó phải ra ấy. Bài nó ra nó có cái con co. Ở đây tôi thấy là có một... À, thế này thì được. Đây. Ở đây tôi thấy là có con ra con Phong Vũ. Sau đó lại ra con Warwick Set này là khả năng là chúng ta có thể chơi Feather được. Anh em ạ. Chứ còn ra rồng xong cuối cùng là lừa hết. Có ra đâu. Có ra đâu anh em, ra con rồng 2 sao xong rồi thôi. Chả có ra một bất cứ một con rồng nào khác hay con assassin nào khác thì tôi chịu. Anh em nhá. Đánh phải tỉnh táo lên. Đấy, cứ blink rồi nhỉ. Thôi, cứ dồn đam đã. Từ từ đã. Chắc gì đã là chơi full lần đúng không? Cứ từ từ. Về cơ bản là trận này cũng không được eco ấy. Trận này mà nó cho tôi con eco thì ngon, nhưng mà không cho eco. Bây giờ vẫn đánh theo cái kiểu là bỏ bài vào chơi ấy. À đây rồi. Ờ. Thế thì thôi nhỉ. Tạm thời bỏ bài ra đã anh em ạ. Ladies and gentlemen, my personal showtime.
Nó có thể là sẽ là cái bộ Witcher kết hợp với cả Feather nhưng mà đánh ở level 9 cơ. Thế thì hơi khó. Chuyện này hơi thọt đấy anh em ạ. Hơi thọt. Đánh ở level 9. Bộ này nó hơi đắt tiền ấy, đánh chuỗi thắng thì ngon hơn, đánh chuỗi thua có vẻ hơi toang. Với cả nó cũng phải có cái con Fallen 2 sao cơ. Đấy, bây giờ vẫn chưa có. Mà nếu mà chơi 9 Feather thì nó lại rất là rẻ tiền nhá. Nếu mà chơi 9 Feather dễ chết. Anh em ạ. Nếu mà bây giờ mà chơi 9 Feather thì nó chỉ cần đánh ở level 7 thôi. Rẻ tiền hơn, form dễ hơn. Giữ máu ở cái khoảng tầm 50 máu là được. 69 máu mà giảm xuống, nếu mà đánh đánh đến cái mức độ mà đến tận level 9 mới form được ấy thì tôi nghĩ là giảm thấp lắm. 30 máu mới chơi được thì chết. Không ổn. Bài tôi nghĩ form sớm thôi, 9 Feather cho rẻ tiền. 9 Feather thực ra nhá, nếu mà chơi 9 Feather ấy, tôi có sẵn cái con Fallen ở đây rồi. Thì chúng ta có thể nhét cái con Fallen vào mà không cần phải ra con Grim vẫn chơi được. Đấy, nó form sớm à. Đây rồi, bây giờ mới ra ba rồng. Cay thật. Bây giờ mới ra ba con rồng cái này. Thằng thoát game cơ. Run không ra cái gì à? Chắc là không gian Berserker. 6 Glacier. 6 Glacier nhưng mà chơi cái kiểu Parker à? Ok. Lên 7 chơi luôn anh em ạ. Thôi lên 7 luôn. Máu round 15 rơi vào đâu đấy tầm khoảng trên 50 máu một chút. Thằng này nó còn kẹp cả cá ở nữa chứ. À tung trưởng pha lưỡng. Đúng rồi, hay. Giết được hai con đấy, ba con luôn này, hay quá. Và vừa rồi round này là tiết kiệm được khá khá máu rồi. Thôi lên 7. Ok rồi luôn nha anh em nhá. Lên 7 tôi nghĩ là chúng ta sẽ kiếm Feather Thunder này. Sau cái round này mới roll. Sẽ roll luôn ở level 7 đó. Kiếm mấy con wizard vào. Sáu mươi máu comeback thì cũng ok đấy. Gặp mấy cái thằng có chuôi chưa nhỉ? À u được. Hay. Đấy là cái dấu hiệu của chúng ta hyperon sớm. Chưa gặp mới đang có chuỗi nhá. Vậy là có thể cắt được đấy. Xả tiền luôn anh em ạ. 9 Feather chân ái rồi. Ngon bổ rẻ. Đây này. Ok roll thôi. Kiếm một con wizard nữa là đủ bộ đấy. Nhưng mà nó lại cho tôi đủ 5 rồng rồi đấy nhá. Anh em thấy không? Hơi điều nhỉ. À đủ bộ. Đủ bộ rồi này. Từ từ đã. Con này phải bỏ. Không kịp. Tạm thời thế này đã anh em nhá. Tao này không kịp. Để rao sao. Random thôi anh em ạ. Mấy cái món này không ngon lắm. Tôi sẽ random ở đâu này. Ui rồi ra cái tàu ạ. Lại làm cái món mà không dùng đến. Rồi. Được rồi, từ từ. Đây lấy con này. Phong Vũ phải lấy.
cây này. Ui chết cha, này không kịp nữa rồi. Rồi nó phải giải tán rồi anh em ạ. Lấy ba con phe giờ thôi, chọn là phong vũ này, xa đâu vào ăn cây thế thôi. Làm sao hơi chậm tay một chút anh em ạ, nhưng mà tôi nghĩ là tôi sẽ có thể form được ở round sau rồi. Đủ à? Bình tĩnh. Tôi muốn run cái con nào đấy nó lên 3 sao nhưng mà cuối cùng là nó lại không lên. Chính ra cái round vừa rồi là định Whispersia lên 3 sao á, nhưng mà không lên được. Thôi form vào đấy. 46 máu vẫn chưa phải là quá là ít máu đó. Ok. Thiếu con gì nhỉ? Thiếu một con phe giờ. Mà trông này nó hơi hèn nhỉ. Đội hình trông hơi yếu. Rôn tiếp. Adu mà. À ui ôi, full lần 2 sao. Thế thì là hay quá. Rồi. Ok. Tôi đã có các full lần 2 sao và các full lần 2 sao làm co luôn nha anh em nhá. Đằng nào có mấy cái đồ đánh tay. Thôi được rồi, 9 phe giờ mà chơi full lần. Thực ra chúng ta đổi mấy cái bộ fake cho nhau là dễ mà. Bây giờ hot nhất là cái bộ 9 assassin đúng không? Kẹp với cả full lần tí nữa chuyển về. Bây giờ cứ tạm thời thế này đã. Đang nhằng nghèo. Roll ở level 7 thế này thôi anh em ạ, nhẹ nhàng thế này thôi. Chơi cái bộ assassin full lần là phải đánh ở level 8 cơ. Đấy thôi, cứ nhẹ nhàng đánh ở level 7 đã. Anh em nhá. Kiếm 3 sao cái đã tính sao. Đánh ở level 7 cái đã. Ok, nghe nói là cái bộ này đang hot nhất bây giờ. Không biết là trong trận đấu này có ai tranh bài không, nhưng mà cái bộ Fallen kẹp với cả 9 Sin Fake ấy, nó đang là cái bộ mà rất nhiều người chơi. Đang hot nhất meta luôn. Kiểu như là bây giờ trong rank kiểu ấy, đấy, kiểu gì kiểu là toàn Fallen. Saman. Này 14 Saman đúng không? Vô tư. 6 Saman mới sợ. 4 Saman thì vẫn vô tư đi. Con này thôi không mua nhá. Tí nữa thay con Grim. Được à? Cái con Grand Herald nó sẽ không có cho đội hình này đâu. Bởi vì là chúng ta tí nữa chuyển qua chuyển lại có thể là phải chuyển về cá, nên là cái việc mà giữ lại cái con cá và cái con Saurivo đương nhiên rồi. Còn cái con Grim thì nó sẽ ngon hơn là cái con Grand Herald. Nó sẽ có những cái combo sau, nó sẽ là combo quẹt mực rồi rồng mập, quẹt mực rồi cái gì đấy, nói chung là tí nữa nó cũng sẽ có combo kiểu Doom nhé, các thứ quẹt mực vào thì ngon. Ê à, gương à, gương nhỉ. Thực ra là tôi lấy hơi sai đấy anh em ạ. Tôi phải lấy cái thanh đao lội chiến mới đúng. Lấy hơi nhầm. Cái gương này cũng không phải là không có tác dụng. Thực ra là nó cũng hay. Nếu mà roll 3 sao thì cái gương, cái bóng gương đấm nó khỏe phết đấy anh em ạ. Nhưng mà chuyện này có những cái thằng Fallen ấy, nên là lẽ ra là nên lấy cái gươm lội chiến để chiến với cả mấy thằng Fallen khác. Ok, Shadow Blade tạm được. Mặc dù cái món này nó cũng không ngon lắm.
Cái gương này nó có cái tác dụng là tăng mana nhanh nữa anh em ạ. Vào tăng 50% mana. Thì nói chung là nó cũng ngon. Nó sẽ giúp cho tôi hóa nhanh hơn so với bình thường. Gương nó có mấy cái tác dụng. Chủ yếu là chơi Hyper Drone thì vẫn lấy gương thì vẫn ngon. Ở những cái con mà nó lên 3 sao ấy, nó cái sức mạnh tấn công cũng như là máu của cái gương ấy, nó cũng tương đương với con 3 sao đấy. Thì nó rất khỏe. Những cái đội hình Hyper Drone mà tướng 3 sao thì lên lấy gương. Đấy, còn những cái đội hình mà không đánh 3 sao thì không lên lấy gương. Nó phí á. Cái gương nó còn tránh cho cái việc con co chính nó bị doom nữa anh em ạ. Cũng khá là ok. Đó. Vậy là chúng ta có con cây 3. Cây 3 Fallen Witcher nó sẽ hóa con cây này lên 3 sao. Biến thành con Fallen 3 sao. Lui luôn con này nha anh em nhé. Trong lúc đấy tôi roll thì con rồng mập lên 3 luôn. Thêm con rồng mập 3 sao nữa. Thực ra là nếu mà nuôi con này là hơi tốn tiền đấy. Nhưng mà nó kết hợp được với bộ Feather anh em ạ. Kết hợp bộ Feather cũng ngon. Nếu mà kiểu không hóa được ấy, nhưng mà lên 3 sao kẹp vào thì kẹp với cả combo quẹt mực thì cũng rất là khỏe đấy nhá. Mặc dù con này hơi đắt. Nếu mà để chỉ để hiến tế thôi thì lên nuôi những cái con như kiểu thị vệ hay là những con như kiểu con Soulbreaker. Ngon bổ rẻ. Đấy, ok chưa? Rồi. Trời luôn ở level 7 luôn. Cơ hội ra con Fallen là nó khá là lớn đấy nhá. Còn có 3 con nữa thôi. Phong vũ. Rồi, giải tán bớt cái hàng này đi. Ok. Mực đây rồi. Vẫn đủ slot. Vẫn kịp anh em ạ. Mày quá. Ba con phô lần nữa. Chuyện này nếu mà lui thêm phong vũ thì cũng vẫn rất là ok. Tí nữa chúng ta chỉ cần bỏ con Shadow ra là được mà. Một là bỏ Shadow, hai là bỏ gì? Để lấy 3 Assassin ấy thì bỏ Shadow ra đúng không? Bỏ con Shadow ra, tí nữa chơi con khác. Shadow bây giờ kẹp tạm vào thôi. Bây giờ tôi roll này không ra Shadow, tí nữa tôi bán hết thôi. Ok. Tí nữa mà 9 xin nhá, sau đó kẹp với cả Fallen Witcher này. Kẹp với cả Phong Vũ nữa thì ui dồi mạnh lắm anh em ạ. Con Phong Vũ nó đã vốn dĩ nó ở trong cái bộ 9 xin nó đã mạnh rồi. Cực kỳ mạnh, đấm cực kỳ khỏe luôn. Sau đó lại còn kết hợp với cả Fallen. Con này thì nói chung là mạnh không cần phải bàn đến bởi vì là đang hot meta ấy. Hot meta Fallen 9 xin. Mà chuyện này chơi nói chung là cũng bám vào cái bộ Feather cho nó rẻ tiền anh em ạ. Tí nữa chúng ta lên được 8, lên được 9 rồi chúng ta chuyển sang sang Assassin vẫn kịp. Cái vấn đề là Fallen lên được 3 sao thôi. Đấy, lên được 3 sao rồi cái câu chuyện lên 8 lên 9 nó dễ lắm. Nếu mà không lên được 3 sao thì kể cả lên 8 lên 9 nhưng mà cái con Fallen này 2 sao ấy kết hợp với bộ 9 xin cũng quẳng dễ lắm, không có gì gọi là đảm bảo cả anh em ạ. Đấy, mà bây giờ mà đánh ở level 7 thì đương nhiên là không có 3 sao mà hiến tế rồi. Chỉ có 3 con Assassin kẹp với 3 con Wizard và cái con Fallen là hết. Không còn slot để kẹp thêm con cây 3 sao. Đấy, chính lý do thế làm cho tôi là phải chơi qua bộ Feather này và dừng lại và đánh ở 7 thôi. An toàn. Ok, roll tiếp. Ở 7 này thì chắc chắn là chúng ta sẽ roll trước round 29-30. Tôi nghĩ là sẽ lên được Fallen 3 sao trước round 30. Thực ra đây là một cái tốc độ trung bình thôi, chứ nó cũng không phải là tốc độ nhanh anh em ạ. Tốc độ nhanh thì có thể là Fallen Witcher lên được ở round 19. Chưa bao giờ được luôn. Nhưng mà tôi biết là có người mà tôi quen là đã được rồi. Round 19 là Fallen Witcher 3 sao.
Với cái tầm 27, 28 lên được 3 sao thì nó là bình thường nha anh em nhá. Nó cũng không nhanh, nó cũng chả chậm. Nó là bình thường, nó là trung bình. Nhưng mà tầm đấy là phải lên rồi ấy. Còn nếu mà không lên được thì cũng nói chung là cái bài đấy nó cũng sắp sụp hố ở nơi rồi. Phải lên được cái giai đoạn đấy. Ok. Ui dồi, Phong Vũ bây giờ cũng đã có đủ 6 con. Bây giờ con Shadow là mới lên được 2 sao này. Con này tí nữa thì nói chung là cũng bán thôi. Sắp thép. Cũng được. Tôi nghĩ là những cái món đồ công thì cho con Phong Vũ cầm. Hoặc là cho con Shadow cầm. Còn những cái món đồ thủ thì cho con Fallen Witcher cầm. Anh em ạ, Fallen Witcher này nó rất là mỏng. Nó cần những cái món đồ phòng thủ nhiều hơn. Đấy. Còn những cái món đồ công, những cái món đồ đánh tay thì con này nó cũng không thiếu đam đâu. Hồ hóa xong là tốc đánh nó tăng rồi, sức tấn công của nó cũng tăng thôi. Chủ yếu nó vẫn là cái sinh tồn của nó, cái món đồ mà giúp cho nó sinh tồn được. Ở đây là cầm tới 23 giáp, rất trâu. Kèm theo đấy là bộ 9 phe giờ nữa, có khả năng là tránh. Chúng ta gặp một cái bộ 9 phe giờ khác ở đây. Co là con Shadow. Và một cái combo rất đẹp. Đối thủ có một cái combo là quẹt mực và Doom, khiến cho tôi từ nãy giờ vẫn chưa hóa được hình. Rồi bây giờ mới hóa hình. Rồi hóa hình xong thì có đấm được đối thủ không? Hóa hình xong rồi chúng ta đã có cái Manta gọi ra, tiếp tục gọi gương đấm đối thủ. Khả năng hòa là cao. Cả hai đều chín phe giờ. À không 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 bạn ơi, không bạn ơi. Phòng vũ của tôi vẫn sống, đấm rất đau. Công nhận thì con này nó gây đam nó kinh khủng thật. Chính ra nhìn cái lượng đam thì lại thấy là cái con Shadow nó lại là cái con gây đam nhiều nhất. Thế là mới ảo ma Calada chứ lị. Rồi. Rồi nói anh em ơi. Thiếu hai con. Hai con full lần nữa. Thôi từ từ. Không vội. Tớ không vội đâu. Cứ bình tĩnh. Cái bộ Feather là nhây được đến đây mà. Thật sự là cái bộ Feather là một trong những cái bộ mà nó nhây, nó vào top nó rất là dễ luôn ấy. Mặc dù là có thể là nó sẽ không mạnh lắm để mà vào top 1, nhưng mà để mà nói là vào top 4 thì nó là quá dễ luôn. Chơi Feather kiểu gì vào top 4, đánh ở level 7 luôn được. Chả cần phải lên 8, lên 9. Bộ này nó cực thực sự là nó cực kỳ là dễ chơi, dễ trúng thưởng. Nhây thật sự anh em ạ. Mà nó có cái gương ấy, nên là nó một lúc sau nó lại hóa tiếp ra. Nó cứ nhây như thế thôi. Ok, rồi chúng ta roll tiếp. Trận này có God không nhỉ? Có God nhưng mà sắp chết rồi. God kia thì khả năng là vẫn sẽ phải cầm Doom. Vớ vẩn Phong Vũ lên 3 sao trước này. Đúng thật. Dồn đồ cho Phong Vũ à? Đúng không? Này chắc dồn đồ cho Phong Vũ ngon hơn đó nhỉ. Thực ra là Phong Vũ 3 sao thì ở bên kia cũng là hai con Fallen mà. Trong đấy có một con 3 sao mà đúng không? Thì bên này vẫn ngon hơn chứ. Con Fallen là một con Fallen 3 sao cầm đồ và một con Fallen 2 sao cầm đồ thì rõ ràng là ngon như nhau chứ cũng không có cái nào ngon hơn cả. Ui nhưng mà gặp Saman này có vẻ nhìn trông hơi toang nhở. Saman đấm đau đấy. Không có kháng phép anh em ạ. Ui chết rồi. Con già là quẹt kìa. Mày qua rồi quẹt ngu. Đây nó chỉ là cái bóng thôi.
Giết chết được con già không? Phải giết chết con già, phải giết chết con già. Ủa được. Hay quá nhở. Ui dồi ôi, vẫn ăn được này anh em này. Ôi, nhây thật đấy. Có cái nhẫn hồi máu anh em ạ. Có nhẫn hồi máu ấy, lợi thế thật. Một lúc sau máu lại hồi lên. Làm quả cầm hai cái nhẫn hồi máu nhở. 40 máu một giây. Rồi, một con full lần nữa thôi. Có trứng đây rồi. Rồi, hết tiền luôn anh em nhá. Úi dồi, đây rồi. Đấy, rào 29 anh em ạ. Rào 29 lên full lần 3 sao. Ok, thế bây giờ tôi lại phải tế cái con phong vũ hơi phí nhỉ anh em nhỉ. Tế phong vũ. Bây giờ thì chúng ta từ cái người nghèo trở thành người giàu rồi đấy anh em ạ. Hiến tế hai con 3 tiền. Hiến tế hai con 3 đô luôn. Chỉ để hiến tế cho cái con Fallen của tôi. À ui đâu. Đối thủ là cũng Fallen Witcher này anh em này. Thế là cũng Fallen kẹp với cả Fiazer à. Căng nhờ. Cũng căng đấy, nhưng mà tôi 3 sao bạn ơi. Nhưng mà tôi 3 sao bạn ơi. Tôi 3 sao này. Ui bị Doom anh em ạ. Bị Doom nhưng bây giờ tỉnh lại rồi. Bật Manta lên, đúng rồi, khỏe quá. Quá nhiều Fallen. Đi luôn. Cũng là cái bộ đấy đấy anh em ạ. Nhưng mà nó đẩy cấp. Tôi đánh ở 7 rồi. Nó đẩy cấp anh em ạ, nó đẩy cấp lên. Ok. Rồi đây, xin đây. Tí nữa tôi sẽ giữ nguyên hai con 3 sao thôi. Chỉ bỏ con Shadow thôi. Khả năng là lên game đánh với cả Saman đấy. Trận này là Saman, nó có đủ 6 Saman đấy nhá. Đủ 6 Saman đấy. Blink à? À được. Blink ngon, Blink hóa sớm. Bây giờ chúng ta chắc là tôi nghĩ là dí thẳng lên 9 thôi anh em ạ. Đánh ở 8 ở 9 thôi. Ở 8 thì tôi nghĩ là chuyển được sang xin rồi đấy. Nhưng mà chúng ta sẽ phải bỏ cái con phong vũ ra thì nó hơi phí. Ở nếu mà đánh ở level 8 thì rõ ràng là không có slot cho phong vũ rồi. Ba assassin kẹp với cây là hết. Phải đánh ở level 9. Rồi gợi như ý đó. Chúng ta thử kiếm một cái món đồ cam xem có đủ không nhá. Không. Mà tôi không muốn bỏ cái giáp thép đi. Từ từ đã. Đồ thừa thôi. Nói chung là cho những cái con nào mà chúng ta có thể nhét được thì cho vào thôi. Con nào mà không hiến tế thì có thể bỏ đi. Bỏ đồ cho nó. Như tôi thấy là cái con phong vũ 3 sao này nó uy tín lắm rồi. Có lẽ là chúng ta không nên hiến tế con phong vũ không gì, nó hơi lãng phí. Bao giờ có RO giá hay. Còn bây giờ chúng ta chưa có RO thì cứ hiến tế con cây với cả con Laga kia được rồi. Như này chúng ta sẽ có lợi thế về cấp tướng ấy, cấp sao, chất lượng tướng. Và chúng ta có lợi thế về đồ nữa. Đồ rất nhiều luôn. Thằng này là chưa chín warrior. Lùi con God Kid lên 3 sao luôn ạ. Vãi đài. Liệu rằng nó có thể cắt chuỗi của tôi được không? Thằng này là có con chúa quỷ nhưng mà có vẻ không ăn thua. Phong vũ đấm rất đau. Thậm chí là phong vũ bây giờ đam gấp đôi con phô lần luôn ạ. Điều thật. Con phong vũ không đồ đam gấp đôi con phô lần luôn. Phô lần Witcher 3 con mà đấm không bằng con phong vũ. Thế có điều không như vậy. Cũng chả biết được là con phong vũ này ở trong bộ 9 xin liệu rằng là có mạnh hơn con phô lần không nhỉ. Chúng ta đổi lấy một cái đồ tím thôi. À ủi quá ok luôn anh em ạ. Chấn phái rồi. Rồi
RO à? Chúng ta sẽ có 5 con hóa. 5 con full lần. Rồi, gặp 9 assassin ở đây. Ui dùi ui, anh em nhìn này. Đông rồi này. Ui vậy đấy. Tôi nhìn thấy nó hơn 5 con đấy anh em ạ. Vì nó còn có những cái bóng nữa. Cái bóng của bộ 9 Piazza nữa. Phân thân chi thuật à? Căng nhờ. Đây rồi, Phantom Queen này nó sẽ thay được cho con Shadow. Rất mạnh. Lên 9. Ok, đồ chắc dồn cho Phong Vũ thôi. Rao này lên 9 chưa nhỉ? Cảm giác vẫn chưa mất được chuỗi anh em ạ. À, cái thằng top 1 nó đã có 6 Saman rồi đấy. 6 Saman thì hơi căng nhá. 6 Saman mà đánh Feather cái này có mất chuỗi không nhỉ? Đã đủ 6 Saman rồi. Ăn được không? Ui, nó toàn bãi biến rất 3 sao anh em ạ. May mà rau này vẫn ăn được đấy. Chú quỷ 3 kìa. Ui, vãi đái, chú quỷ 3. May quá. Feather nó vẫn nhây được. Lên 9 luôn nhỉ. Bây giờ mà lên 9 mà kẹp 9 assassin vào đánh nó còn ngon hơn Feather không? Về căn bản là bây giờ ấy, Feather nó đang giữ chuỗi. Tức là vẫn đang ngon ấy, chưa muốn đổi. Bây giờ đổi sang là mất chuỗi luôn. Thường nó hay thế lắm anh em ạ. Cứ bình tĩnh. Bao giờ mất chuỗi rồi đổi. Đổi có thể là mạnh hơn hoặc yếu hơn, cái đấy thì chưa biết. Mà đánh với cái thằng 9 Warrior kia, tôi nghĩ là để Assassin thì cũng ngon đấy. Cũng ngon đấy anh em ạ. Cũng chưa biết được là thằng nào ngon hơn đâu. Feather hay 9 xin ngon hơn thì nó còn phải có trải nghiệm. Đấy, nhưng mà bây giờ tôi không muốn trải nghiệm bởi vì là chúng ta đang thắng. Bao giờ thua rồi hãy trải nghiệm sao? Thua rồi bỏ ra cho vào thử phát biết ngay. Ui, chú quỷ hoa đấm đau đấy. Rao này là thua này. Rao này thua rồi. Mấy cái con full lần của tôi máu tụt nhanh đấy nhở. Full lần 3 sao, full lần toàn 3 sao mà máu tụt nhanh thế. Thật sự như thế luôn. Ây à, đồ nó kìa. Toàn giáp luôn. Cắt chuối. Càng ấy. Trong khi đấy thì ở trong cái round mà tôi gặp với nhà Saman thì tôi vẫn ăn được nó cơ. Chứng tỏ là cái nhà Feather này vẫn có thể ăn được Saman vô tư. Đây. Cho thế này vào là được 9 xin. Ở đâu? Thiếu một con. Đây. Ở đâu? Đây. Ui giời. Quên. Rồi, thế đủ rồi đấy. 9 xin này thì nó sẽ khỏe hơn rất nhiều. Đây là cái đội hình hot meta đấy, hiện tại đấy. Chúng ta còn thiếu đồ thôi. Chúng ta thiếu bất diệt. Thiếu bất diệt là món đồ cam. Mà tôi không có ý định chuyển cái đồ cam. Từ từ để xem đã. Đồ này chia cho con Phong Vũ cũng ngon mà. Không cần phải nhét hết đồ một con đâu. Gậy như ý thêm một cái nữa à? Thực sự là con Phong Vũ ấy, đấm nó cũng khá đau ấy. Chưa đủ.
Chúng ta thiếu một món nữa để có thể đổi cái món đồ cam anh em nhá. Thế thôi. Từ từ đã. Rồi. Thằng này mèo mày đấy, mèo một. Vô tư anh em. Úi ôi, đập nó như con này. Khỏe quá. Đúng thật luôn, cái bộ này khỏe thật sự đấy anh em ạ. Mày dí lên 10 cũng được ấy chứ. Rồi sao? Sailing Assassin này. Nhưng mà chả để làm gì. Con này cho vào là bị Feather. Nếu thế thì phải bỏ một con cây hoặc là con phong vũ ra thôi. Cũng chả cho vào được. Rồi, bây giờ thì vô tư thằng này không thể ăn được đâu. Vừa lấy là do là không có đam đây anh em ạ. Feather nó yếu. Bây giờ nó đánh ở giữa game thôi, late game nó đuối rồi. Nhưng mà chuyển sang Xin này thì nó rõ ràng là nó cực kỳ mạnh. Anh em nhìn nó đấm kìa. Đấy, hòa. Ui, vẫn thua. Không hiểu kiểu gì. Lý do thua là bởi vì không có đồ hút máu thôi. Có cái mặt lạ cuối thì không sợ đâu. Bây giờ một thằng nữa chết. Sau đó thì vứt sang một món đồ nữa là chúng ta đổi được cái đồ cam. À đây rồi. Lọc lại. Ok. Rồi. Ok. Ui, hóa rớt kìa. Rất đau đấy. Nhưng mà cái con phong vũ của tôi nó vẫn đam rất to nha anh em nhá. Không có đồ mà đam gần bằng con phô lần luôn. Điều thật. Phong vũ không đồ mà đam bằng con phô lần luôn. Kém có 1.000. Hơn 1.000 thôi. Hơn 1.000 đam. Trong khi là không có đồ đấy. Ok, tôi vẫn đợi một cái thằng nữa chết. Hoặc là chúng ta đợi đến round sau. Round sau thì chắc chắn là sẽ có đồ cam rồi. Hoặc không. Tôi có thể đổi đồ cam nhưng mà nếu mà tôi không muốn thì tôi vẫn có thể giữ những cái món đồ tím để chia ra cho con phong vũ. Ok, ra 39. Anh em nhìn thấy cọc không? Thực sự để mà nói mà counter cái bộ này mà bằng cái việc kẹp cặp thì tôi nghĩ là nó chả có cái tác dụng gì. Anh em nhìn này, đẩy. Ui rồi, đẩy phát đi luôn 2-3 máu. Thằng kia chắc cũng chung số phận thôi anh em ạ. Đấy, anh em thấy không? Trời, mạnh quá đấy mà tôi. Thật sự luôn. Đấy, bây giờ trong lành nó kiểu như thế này này anh em này. Thực sự bộ này nó quá mạnh. Thậm chí tôi còn chưa lấy cái giáp bất diệt cho nó đâu. Chứ còn nếu mà có giáp bất diệt thì nó cực kỳ là khó chịu luôn. Nhầy mà nó nói chung là nó rất là khỏe anh em ạ. Thảo nào mà người ta bảo đây là cái bộ mạnh nhất meta, đúng là không sai. Giờ anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Sáu đỏ quay trở lại rồi anh em ạ. Tôi không hiểu sao không ai chơi nhưng mà tôi chơi tôi thấy rất là ok. Và nếu mà anh em thấy cái lineup Fallen Witcher kẹp 9 Assassin nó khó chịu quá thì anh em có thể chọn clip bên phải để xem tôi counter nó anh em nhá. Aegir Seed vẫn là chân ái anh em ạ. Và cuối cùng nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.